cơm vừa chín tới, lấy lăn lên ra mặt, các nàng hãy xem điều bất ngờ xảy ra. Không chỉ là thực phẩm không thể thiếu trong bất cứ bữa ăn nào, mà cơm còn là thứ mỹ phẩm thần kỳ giúp chị mụn, chị nám, làm trắng da nữa đấy. Tiêu tốn cả núi tiền cho việc mua mỹ phẩm, đi spa trị nám, trẻ hóa da. Vậy mà bạn không biết rằng cơm nóng có thể khắc phục hết những điều đó. Mỗi bữa nấu cơm, khi cơm vừa chín tới, bạn dùng chúng để lăn qua lăn lại trên mặt sẽ làm giãn nở các lỗ chân lông, chất dẻo từ cơm sẽ lấy đi toàn bộ bụi bẩn tích tụ cả một ngày dài trên khuôn mặt bạn, đồng thời cung cấp một lượng vitamin nhóm B giúp làm trắng da. 1. Cách trị mụn đầu đen bằng cơm nóng. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thành phần của cơm có lượng lớn vitamin B và vitamin D có khả năng lấy nhân mụn một cách nhanh chóng và se khít lỗ chân lông hiệu quả, đặc biệt là cơm nóng để thực hiện trị mụn đầu đen trên da mặt, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn dưới đây. Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt để lấy hết bụi bẩn sau một ngày dài, đồng thời làm cho lỗ chân lông giãn nở. Sau khi nấu cơm chín, bạn xúc hai thìa cơm ra, vó thành nắm nhỏ rồi đặt lên vùng da mụn lăn qua lăn lại. Lặp lại động tác này trong khoảng 5, 10 phút, đặc biệt là vùng mũi, cằm và hai bên gò má, là nơi chứa nhiều mụn đầu đen nhất rồi rửa sạch mặt với nước là được. Áp dụng công thức này hai lần trên tuần bạn sẽ diệt sạch mụn đầu đen đáng ghét. 2. Cách trị sạch nám bằng cơm. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một nửa bát cơm, một quả chanh, một muỗng sữa chua không đường, hai thìa bột nghệ. Cách làm: lấy nửa bát cơm nguội nghiền mịn chúng ra rồi trộn với một muỗng cà phê nước cốt chanh, một muỗng cà phê mật ong và nửa thìa bột nghệ, khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Bạn có thể thay cơm nguội bằng nước cơm cũng được nhé. Cách sử dụng: rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ bụi bẩn, các tế bào chết và lỗ chân lông thông thoáng thoa hỗn hợp lên mặt, đặc biệt là những vùng bị nám, tàn nhang, rồi dùng các đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào. Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 30 phút đến khi mặt nạ khô lại, thì xịt một ít nước lên mặt và mát xa theo chuyển động vòng tròn trong 10 phút sau đó, rửa lại với nước sạch. Áp dụng công thức này 2 lần trên tuần, sau 2 tuần bạn sẽ thấy các vết nám, tản nhang mờ hẳn đi, đồng thời da cũng sáng lên trông thấy đấy nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp.